Chào các bạn, Nhật Nam và trên tay của mình đây là hai cái đàn guitar classic đều có kiểu dáng khuyết, đều là gỗ mặt thông nhưng mà cũng khác nhau, lát mình sẽ đi chi tiết hơn. Đều có mặt cạnh và lưng là gỗ cẩm ấn. Các cái thông số về cần đàn, cần nguyên khối, khóa đàn, dây đàn thì gần gần giống như nhau. Nhưng mà giá thành của nó lại tương đối khác nhau, thì qua đây mình cũng muốn để gửi đến khách hàng, các chú, các bác, anh chị, các bạn có thể hình dung được rõ là đôi khi các cái thông số gỗ giống nhau, ví dụ như cây đàn này mặt trước là mặt thông, nhưng mặt thông này là mặt thông sedan, mặt thông kiểu chuyên làm cho đàn classic mà các bạn quý khách thấy, có thể thấy các đàn Nhật nó mặt nó nâu tự nhiên đây, còn đây là thông bình thường, đúng không ạ? Mặt cạnh và lưng đây đều là cẩm ấn đó, nhưng mà cái chất cẩm ấn chúng ta có thể nhìn thấy nó sự khác nhau rất là rõ nét. Và điều đó nét nhất nó thể hiện ở âm thanh của cây đàn. Thì mình sẽ đi thêm một chút nữa về ngoại hình để trước khi đến với âm thanh của cây đàn. Thì đây là cây đàn classic ở mức độ là cũng dòng trung cấp rồi. Đây là khóa đàn cũng tương đối ổn định. Lược ngựa là bằng xương. Và dây này, dây đàn là theo yêu cầu của khách hàng thì là dây Dario, dây chính hãng. Chống xước là mình dán thêm thôi để khách hàng muốn là để lỡ gõ. Còn thực ra thì đàn classic thì những khách hàng mà chơi kiểu mà solo nhẹ nhàng thì cũng ít khi không gõ đập đàn, thì cũng không cần phải cái phần chống xước này làm gì cả. Đây là lỡ có gõ ở đây thôi. Đó. Còn đây là cây đàn cũng là cẩm ấn, chúng ta có thể nhìn thấy cái sự khác biệt đúng không ạ? Tất cả cái đường nét đó, chúng ta có thể nhìn thấy được. Nó chưa được quá tinh tế so với cái đàn này. Thì đường nét khá tinh tế. Đó. Đây ạ. Cái này thì mã là CCA 3K, thì thực ra không, mình đã làm video để so sánh với cây đàn mà classic khoảng 3 triệu. Đấy, cái này là cây ở trong tầm giá khoảng 5 triệu, 3 5 triệu là cái này tham khảo được. Còn cái này ở phân khúc cao hơn khoảng 6 đến 7 triệu. Trong tầm giá gọi là 7 triệu. Nó tùy theo gói phụ kiện nữa. Ví dụ như khách hàng này thì cần thêm một cái bao đàn không phải hát cây nhưng mà nó là cái bao da, nhưng mà bao da dày, bao da 5 lớp ạ, rất rất dày và to. Thì nó đảm bảo chắc chắn. Rồi bây giờ sẽ là đi chi tiết hơn về âm thanh, cái sự khác biệt đây điều mà khách hàng quan tâm nhất đúng không ạ? Đó, đây là cây CCA7K. Cây đàn CCA7K với mặt gỗ thông sedan. Dạ. Có thể phát âm chưa chuẩn thì các cô chú anh chị thông cảm. Ra đây cần đàn nguyên khối, và cái cách của cần đàn nguyên khối này nó cũng hoàn toàn khác. Cái gỗ chúng ta có thể phân nhìn thấy không? Gỗ rất đều, nói chung là cũng là hàng chọn lọc hơn so với cái dòng gỗ mà cái cây hôm qua chúng ta thấy, cây điệp cũng là cần nguyên khối nhưng mà nó rõ ràng nó khác nhau đúng không ạ? Vì nó chưa phải hàng chọn, như cây này cũng vậy. Đó, cái này cũng chưa phải hàng quá hàng chọn, thì cần cũng là tuy cũng là nguyên khối thôi, thì nguyên khối thì nó tác tốt cho cái việc lỡ xảy ra những vấn đề rủi ro không đang có, nó đổ thì nó sẽ hạn chế hơn và đều có ti chỉnh cần. Đó, đây là cây cẩm ấn CCA3K. Đó, cái tiếng nó điểm dễ nhận ra, các chú bác anh chị nhận ra được, đó là cây cẩm ấn cả hai cây đều có một cái chất âm rất là trầm, tiếng trầm rất tốt. Tuy nhiên thì cây CA7K kia thì nó sâu hơn đúng không ạ? Dạ. Chắc hơn.
chúng ta nghe lại cây CA7K nhé. Đó. Tiếng nó chắc nịch. Ngài là vua tâm linh này tìm kiếm Giêsu. Ngài là Chúa cả cuộc đời lòng con hát khen. Dù trong lúc khó khăn con dựa nương ở trong cánh tay Ngài. Giêsu ban cho con bình an. Dù sóng gió luôn vây chặt mỗi bước đi. Trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi. Lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đắng thắng. Chọn Giêsu thôi, yêu Ngài mà thôi. Đó, đấy là một cái điều rất là thú vị. Rất là tiếc vì là bản thân là mình thì chưa chơi được bài cổ điển nào một cách từ đầu đến cuối một cách đàng hoàng, nghĩa là hát đệm hát như vậy thì chưa phát huy được hết cái hay tiềm ẩn của cây đàn này. Đó thì đây là vâng, giá đàn thì đã được công khai ở trên tiêu đề và còn nhiều các mẫu đàn khác thì cô bác anh chị có thể tham khảo. Đặc biệt thì Isaac thì chuyên nhiều hơn về các dòng acoustic, những cái dòng kiểu các bạn nhạc trẻ hay chơi, ví dụ như là dây kim loại cần đàn nhỏ đấy ạ. Thì ngoài ra thì bên mình cũng có nhận để gọi là thiết kế riêng cho khách hàng, nên là bất kỳ yêu cầu nào khách hàng có muốn sở hữu một cái đàn theo cái phong cách cá nhân của mình, khảm tên hay là chọn gỗ như thế nào đó với tầm giá mà mong muốn thì các bạn có thể liên hệ với bên mình mua đàn hoặc là đặt thiết kế đàn riêng, hay là bất kỳ vấn đề gì liên quan đàn guitar thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0936 984 989 hoặc 0971353332. Địa chỉ tại số nhà 42 phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là quán trà chanh cũng như là cà phê đối diện với lại phòng cháy chữa cháy của quận Bắc Từ Liêm, khá là dễ tìm. Khách hàng cứ có thể tìm là 42 Kiều Mai là ra, hoặc là cứ đi theo cái đường quốc lộ 32 đấy, thì nó có những cái đường trên cao thì nó có các cái chân cầu thì có các cái số, thì quý vị có thể đến số 113 là có cái đường Kiều Mai ở đúng cái số 113 đấy. Đấy, tùy theo cái hướng đi là hướng nào thì nó ở bên tay trái hoặc tay phải thì của các bạn thì các bạn đi là được. Ok, cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.